Sáng nay, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt kỷ niệm 45 năm truyền thống bệnh viện 1975-2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam, Bệnh viện Quân y 175 ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Từ 3 bệnh viện K116, K72, K59 và một số đội điều trị với tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175, lấy ngày 26 tháng 5 năm 1975 làm ngày truyền thống. Hiện nay, với tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, bệnh viện đang đẩy mạnh ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới. Hàng năm, bệnh viện đều điều động luân phiên đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nhất, cũng như bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế kịp thời cho bệnh xá đảo Trường Sa với cơ sở hạ tầng khang trang, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại ngang tầm bệnh viện tuyến huyện. Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm y tế biển đảo, bệnh viện còn giữ vai trò nòng cốt cũng như chủ trì tổ chức quản lý, huấn luyện bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và cấp 2 số 3 của Việt Nam để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Bên cạnh đó, bệnh viện đã tích cực chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế với hơn 40 đối tác ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Với những thành tích và cống hiến to lớn trong suốt 45 năm qua, Bệnh viện Quân y 175 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã đạt được trong 45 năm qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Bệnh viện Quân y 175 cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ cho người bệnh, làm tốt công tác quân dân y kết hợp, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu Bệnh viện 175 tập trung xây dựng mô hình viện, trường để làm tốt công tác nghiên cứu, đào tạo, xây dựng trung tâm cấp cứu đường bộ, đường không, đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp, phục vụ kịp thời cho dân sinh và an ninh quốc phòng.